bạn đó hay không, được không? Ok. Dù cho mây, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, người ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Rồi, bạn tên là Khánh Thi, 24 tuổi. Bây giờ em có muốn gặp bạn đó hay không? Em sau đoạn giới thiệu thì em đang cảm thấy gì trong lòng? Em đang nghĩ gì? Dạ, em nghĩ là em sẽ không gặp bạn đó đâu. Mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Ngày hôm nay Miko là bà Mai của chương trình. Ba cơ hội để được mai mối cùng người lạ, để xem trong ba cơ hội này có người nào thật sự có thể trở thành một nửa của bạn ấy được hay không. Chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ là một chương trình truyền hình thực tế mà đúng theo kiểu thuần túy nhất của nó, có nghĩa là chúng tôi, những người thực hiện chương trình, chưa hề gặp những người mà sắp sửa xuất hiện trên chương trình để hỏi họ xem là có đồng ý tham gia vào chương trình hay không, hay là đã có người yêu, đã có gia đình hay chưa. Nên xác suất là sau 3 sự lựa chọn mà người chơi chính cảm thấy vẫn trắng tay, chưa có cơ hội nào là rất cao. Tuy nhiên sẽ có bí mật vào cuối chương trình. Đây rồi, sáng láng đẹp trai, hello em. Em chào chị. Em tên gì? Wow, Khánh Thi hả? Dạ. Tên nghe nên thơ quá à. Vậy chị có cảm giác em là một chàng trai lãng mạn à, có đúng không? Dạ đúng. Ưu điểm của mình là gì? Đặc biệt là biết nấu ăn. Giỏi. Rồi ưu điểm VT là phải có thể hình đẹp. Cho nhìn. Đâu? Tay chân không phẩm. Cho thử ra đây. Em đang xả bụng bự lắm. Một cái chạm nhẹ thôi. Wow. Rồi rồi, cơ bụng. Vậy thì mẫu bạn gái của em yêu thích là gì? Em thích quen người lớn tuổi. Quen người lớn tuổi. Lớn hơn nhiều? 34 được không? 34 hả? Hay là 34 tuổi? 34 tuổi. Nhiều quá đúng không? Lớn hơn 10 tuổi là nhiều quá đúng không? Dạ. Lớn hơn 2-3 tuổi. Dạ. Rồi, trước khi mình đến với đối tượng thì mời em ghi âm lại giọng nói của mình, giới thiệu về em để làm sao chị dùng cái đó để chị đi chào chị chào người ta. Ủa là xin chào, mình tên là Nguyễn Vũ Khánh Thi, mình năm nay 24 tuổi. Chị tìm được cái chỗ để tia rồi, giống như trong mấy cái phim mà điệp viên á, em thấy không? Thấy. Là mình phải có một cái xe, chính xe xác. Tải, cái mình lên mình tia ha, thấy gì không? Wow, cái chổi. Lên. Được, xin rồi, xin rồi. À, cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị. Đó, giới thiệu với em đây, hàng. Ủa, chị đầu tư vậy luôn á hả? Cưng cầm máy quay đi, tía, tía, tía. Để em. Có cái chị. Chị đó có người yêu rồi chị ơi. Dạ. Em nhìn em thấy liền luôn á. Dùm đi. Dùm vô nha. Rồi, từ từ. Nhưng mà em nhìn là em đoán là chị ấy có gia đình rồi. Em đang tìm cái người nào mà mặc đồ hơi công sở tí xíu. Vậy mình đi ra khỏi cái chỗ ẩn nấp đi. Dạ đúng rồi, mình phải đi trực diện. Tiến lên. Chính xác. Bên đây trong này có một chị cũng bán sách. Tại sao mình không đi vô luôn nhỉ? Không được, người ta thấy em là không được. Ôi cái bạn đeo kiến ở đây vậy nè. Hai bạn luôn á.
Hai bạn đều dễ thương hết hả? Bây giờ chú di chuyển vị trí quan sát đi là chú lựa lên. Dạ đeo mắt kiến chứ không đeo mắt kiến. Thích thì sao? Em nghĩ là bạn không đeo kiến. Không đeo kiến phải không? Không đeo kiến. Thế đây là coi như là cơ hội đầu tiên của em. Dạ. Chị do chị thử hỏi coi là người ta có chịu tham gia chương trình không nha. Dạ. Ok. Ok vậy. Yeah. Yeah. Ôi đổ mồ hôi. Hello em. Dạ chị mời em ra ngoài nói chuyện tí xíu được không? Cho chị 5 phút thôi. Được không? Vậy thôi về chị nhờ ra cho chị hỏi tí xíu 5 phút thôi. Thôi chị ngân ra đi. Nghĩ là bạn không đeo kiến. Không đeo kiến phải không? Không đeo kiến. Còn em. Đang còn em. Rồi đi. Chị cái hồi hộp ghê. Dễ thương. Qua đây qua đây. Hôm nay chị hỏi nè. À, bé có mẫu người yêu lý tưởng là gì? Tả chị nghe thử. Là bay cao. Quan trọng là phải là rất cao. Cao. Em có thích làm BT 6 múi không? Dạ có. Thử cái đi. Một cái chạm nhẹ thôi. Wow. Rồi. Cơ bụng. Rồi à. Em có thích một người kiểu lãng mạn? Dạ có. Em nhiêu tuổi? Dạ em 20. Em 20 là sinh năm 2000. Em đã có mối tình nào chưa? Dạ có rồi ạ. Ô em có rồi hả? Sao sớm quá vậy? Hiện tại em đang có bạn trai không? Dạ em chia tay rồi. Dạ em chia tay rồi. Xem tí là tôi làm lỡ mất. Có nghĩa là hiện giờ em đang độc thân. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ, từ lớp 12 tới giờ là khoảng hơn một năm. Hơn một năm. Bây giờ về nha. Chị có một bạn y chang đối tượng em đang tả luôn. Bạn là BT. Bạn có thu nhập tốt. Bạn đang rất sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và cả hai cùng quan tâm tới nhau. Với lại bạn có ghi âm một cái đoạn. Em nghe thử. Rồi sau đó em quyết định là có muốn gặp bạn đó hay không. Được không? Ok. Dù cho mây, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lây, có lá buồn gầy, người ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Rồi, bạn tên là Khánh Thi, 24 tuổi. Bây giờ em có muốn gặp bạn đó hay không? Em sau đoạn giới thiệu thì em đang cảm thấy gì trong lòng? Em đang nghĩ gì? Em nghĩ là em sẽ không gặp bạn đó đâu. Có tiếc không? Dạ không, không tiếc đâu. Ảnh PT đó. Tại thật ra em cũng đang thích một bạn. Mặc dù người ta đang có sự độc thân nhưng mà người ta có crush, có nghĩa là người ta đang thích một người nên người ta không có sẵn sàng đi tìm hiểu em. Em nghĩ là sau thất bại đầu tiên, thất bại nhỏ đầu tiên thì em có muốn thay đổi đường hướng tấn công của mình không? Dạ không chị. Vẫn vậy? Em giữ vững lập trường của mình. Một cái gu phụ nữ như vậy? Dạ đúng. Nhìn qua bên phải chị thấy có cái có một bạn váy đỏ. Hướng mấy giờ chị? Nếu mình nhìn 3 giờ. 1, 2, 3. Mà có vẻ cũng đang ngồi một mình đúng không? Không, em nếu mà mình zoom xa ra là một bạn nó đang ngồi ở một bàn. Mấy bạn thôi, ý là có vẻ là không có ai đặc biệt. Câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai. Anh ngồi trong đây nha. Dạ. Để chị ra chị hỏi thử nha. Dạ. Hello các em. Hello, hello. Dạ. À, chị đứng đây nói chuyện được không? Chị là Miko Lan Trinh. Dạ. Chị đang quay một cái chương trình
Bây giờ cho chị hỏi em á, là bây giờ đang có thời gian để xuất hiện khoảng 10 phút trong chương trình mình được không? Dạ cũng được. Được ha. Dạ. Ok. Vậy các bạn cho phép chị mượn bạn em ra đây xíu nha. Chào luôn. Cảm ơn tụi em. Ra đây đây, qua đây rồi. Ok. Rồi mời Cưng ngồi đây. Xíu em tên gì? Dạ em tên Cưng Nhi. Hôm nay là đi với các bạn ra làm gì? Dạ hôm nay là bên câu lạc bộ của em ốp để chụp hình. Mẫu người mà em thích thường là như thế nào? Thường là những người biết chơi thể thao, hơi cao cao. Thể thao cao cao, còn tính tình? Tính tình thì khá là hiền hiền, đôi khi khùng khùng cũng... Hiền hiền khùng khùng. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đang có người yêu không? Dạ không. Bây giờ chị... thật sự thì chị nói thiệt cho em nghe là chị có một người em. Bạn đó quan sát thấy em và rất là thích. Mà bạn đó có chơi thể thao luôn, là dân PT. Được mấy đứa. Yeah. Thì bạn đó cũng rất là muốn có thời gian để gặp mặt và trò chuyện với em. Dù cho mây, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Em thấy sao? Dạ em thấy là anh hát khá là hay. Anh hát hay đúng không? Công việc ổn định. Bây giờ em có muốn gặp bạn nó không? Mấy em ơi, cổ vũ tinh thần bạn mình ơi. Nhưng mà cho chị hỏi ngày tháng năm sinh của em là ngày là bao nhiêu? Dạ em sinh ngày 9 tháng 4 2004. Là tới nay là 16 tuổi, đang học lớp 10. Dạ đúng rồi. Wow. Hẹn 2-3 năm nữa, Cưng lớn lên rồi, xong rồi chúng ta lại gặp lại nhau nha. Dạ. Rồi chúc em học tập tốt cùng với bạn bè hôm nay là thật là vui nha. Trời, chị bỏ qua em, chị tiếc quá trời luôn, 16 tuổi các bạn ơi. Bây giờ mất hai cơ hội rồi ha. Bây giờ là phải mở cái con mắt tinh tường ra, lựa chọn lần cuối cùng. Ngồi đọc sách đi. Được đó, trí thức đó, dễ thương. Có vẻ cũng không phải là mười mấy tuổi đâu. Tự nhiên cái em nhát luôn á. Đúng rồi, chắc là người này rồi. Thấy không? Cơ hội cuối cùng á. Không là chị em mình vai nhau luôn á. Ôi khoan, để em tìm cái chỗ trốn hoàn hảo đã. Đó. Ủa gần quá vậy. Dạ được ạ. À, chị Miko Lan Trinh đúng không ạ? Đúng rồi, chào em. Dạ. Ủa, chị nghe giọng em người miền Trung hả? Dạ đúng rồi, em là người Nghệ An. À, dạ. Ở vào đây học hay đi làm? Em vào đây đi học và đi làm luôn đó chị. Em bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. Ồ. Nãy giờ nói chuyện mà dạ. Chị chưa được biết tên em. Dạ, em tên Mỹ ạ. Dạ. Em Mỹ. Dạ. Em đã có bạn trai chưa? Dạ, em qua 24 mùa lá rụng là chưa có. Có bạn trai? Dạ. Mỹ, chị có một bạn tên là Thi. Dạ. Em có muốn dành khoảng 10 phút của chương trình để thử gặp bạn đó và tìm hiểu không? Cho em hỏi đây là chương trình gì? Cái này em thấy chị có đi qua lại thôi. Chị có đi quay lại chị tìm. Bây giờ là một cái đoạn giới thiệu của bạn đó. Dạ. Mời em nghe nè. Dù cho mây, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Âm nhạc bán chợ cũng quá. Cũng là nhạc hay cô đó. Có gió lạnh đây. Ủa hát hay quá. Có đêm buồn lây. Có lá buồn cây. Người ơi,
dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Hay quá, vỗ tay. Đồng ý gặp bạn chừng 10 phút thôi để nói chuyện với bạn được không? Dạ thì em kiểu cũng rất là thích nói chuyện với người bạn mới á. Dạ. Vậy ha. Dạ. Ok, cảm ơn em. Yeah. Ngồi đây nha, đừng có bỏ đi đâu, quay lại thì em biến mất chứ. Ngồi đây đúng không? Ừ, ngồi đây, rồi. Hai bạn là bạn Thi và bạn Mỹ đang ở cạnh nhau. Bây giờ Thi có thể đưa cánh tay phải ra trước một chút không? Bàn tay. Đây. Cái sao em cảm nhận bàn tay và ảnh sao? Sao không dám không nắm hả? Có những cái vết chai chai đó, thấy không? Có. Cái này là kiểu rất là cố gắng trong cuộc sống. Hình như là Mỹ đang hồi hộp đúng không? Thì thấy là tay Mỹ hơi lạnh. Lần đầu tiên mình gặp người lạ kiểu này nên mình cũng biết. Mình thấy hơi hồi hộp thật. Làm gì nắm hoài vậy? Được rồi, thả ra đi. Em muốn cảm nhận về sức vóc của chàng trai này không? Nè, tay nè, gồng lên xíu nè. Gồng lên xíu coi nè. Rồi, đây ha. Mà cường tráng xíu coi nè. Ra. Kiểu đồng hồ sinh vật lạ. Thi ơi. Dạ. Em có muốn cảm nhận một nét nào đó trên người Mỹ không? Mỹ cho Thi được vuốt tóc Thi nha. Mỹ cho Thi được vuốt tóc Mỹ nha. Tóc là bộ phận người cảm thấy không tự tin nhất. Rồi bạn cứ vuốt đi. Ồ, tóc mượt mà. Không, mình đang cố gắng để tóc nhiều hơn và mượt hơn. Mời hai bạn tháo bịt mắt ra và nhìn nhau nha. Rồi mời hai em tháo bịt mắt ra, nhìn nhau. Chào Mỹ. Anh nhìn mặt quen quá ta. Hai bạn đã bắt đầu câu chuyện rồi thì Trinh xin phép để hai bạn có 10 phút nói chuyện với nhau ha. Sau đó thì Trinh sẽ quay trở lại. Đây. Cố lên Thi. Mỹ là người Sài Gòn hả? Không, bạn có thể đoán được qua cái giọng nói của Mỹ. Hình như Mỹ là người miền ngoài. Miền ngoài là ở đâu? Hà Nội. À không phải Hà Nội nữa. Hình như là Quảng không? Hả? Quảng. No, Quảng là phải làm gì mình làm hoài vậy. Lộn gì. Xin giới thiệu với bạn, mình đến từ không phải Huế, Nghệ An. Quê của anh rể mình cũng ở Nghệ An. Với bạn thì trước khi mà gặp mặt á, là bạn đã nghĩ đằng đầu rằng là bạn sẽ nói về câu chuyện gì, cái topic gì chưa? Chưa luôn á, thật sự không nghĩ gì được luôn. Mình cũng thế, mình cũng không biết phải nói gì hết á. Mỹ học ở đây lâu chưa? Mỹ học ở đây là 6 năm rồi. 6 năm nhưng mà không nói được tiếng Sài Gòn. Bạn là người Sài Gòn đúng không? Đúng rồi, người Sài Gòn sinh ra ở đây luôn. Hôm trước mình tính thuê một giáo viên người Sài Gòn để dạy cho mình tiếng Sài Gòn ấy. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mình đã bỏ cuộc vì nó có vẻ là rất là khó. Nếu như mà Mỹ không ngại thì Thi có thể làm giáo viên của Mỹ. Nhưng mà có học phí không? Không, chắc chắn là sẽ không. Ok. Mình có thể nói về những cái sở thích đi. Thì Mỹ thích ăn gì? Mỹ cực kỳ thích ăn những món đồ chua. Nhất là ô mai, là măng ngầu, xoài. Xoài chấm mắm được? Đâu, xoài chấm muối Tây Ninh. Ok. Ok, chúng mình hợp nhau cái đó. Hợp. Mỹ có ăn bún đậu không?
Có. Ăn bún đậu mắm tôm. Tuyệt vời quá chị ơi. Ở Nghệ An có món gì ngon ta? Ở Nghệ An hả? Nghệ An thì món gì ta? Cơm nhà mẹ nấu là ngon nhất. Mà hình như là bạn thích nấu ăn đúng không? Đúng rồi. Mình có thích nấu ăn không? Mình biết kiểu gì bạn cũng hỏi câu đó. Mình không giỏi nấu ăn lắm nhưng mà từ bây giờ mình cảm thấy là mình cần phải tìm hiểu về cách nấu ăn, bởi vì sau này nó rất là cần trong cuộc sống, mình biết đâu đó mình sẽ cảm thấy thích. Bởi vì thật ra là trước đây mình ở mình nên mình nấu được, nhưng mà nấu cho bản thân mình ăn nó khác với việc mình nấu cho người khác ăn. Vậy trí okay. Nào nên nếu nó sao cho hợp thì chị chắc Mỹ cũng nghe được cái đoạn voice của Thi rồi đúng không? Đúng rồi, hát rất hay, cực kỳ ấm áp. Cảm ơn Mỹ. Mỹ có thích một người hát hay hát cho Mỹ nghe không? Có chứ. Vậy nếu mà sau chương trình này chúng ta có thể có một buổi đi ăn những cái món mà mình thích, và chắc chắn là Thi sẽ nhường cho Mỹ chọn những cái món mà Mỹ thích, thì Mỹ có đồng ý không? Nếu mà bạn gọi là cho mình ăn những cái món mà mình thích thì kiểu tại sao không? Mà bạn là 24 tuổi đúng không? Đúng rồi. Bằng tuổi 96 hả? Đúng rồi. Mình 95. 95. Vậy là hơn mình 1 tuổi. Hồi nãy mình tưởng là 96. Tại mình luôn quy định mình lúc nào cũng 23 tuổi cho nó trẻ chứ. Mình cũng nghĩ vậy, sao giống nhau như vậy. Còn cứ sừng lầm ngẽ không à. Bạn có câu hỏi gì thêm dành cho mình không? Đặt tình huống chưa? Em đặt tình huống cho bạn chưa? Dạ em quên mất tình huống rồi chị. Mày có thích đi xem kịch không? Mình chưa bao giờ xem kịch nhưng mà mình nghe nói rằng xem kịch rất là hay. Và sắp tới nếu mà có cơ hội thì sẽ đi xem. Cần gì có cơ hội chứ, Thi mời Mỹ đi coi luôn chứ cơ hội gì ạ? bạn hát hay này, bạn biết đánh guitar hay gì không? Đàn biết Thi chứ Thi không biết đàn. Hồi nãy trong voice là Mỹ đã nghe Thi hát rồi, vậy Mỹ có thích hát không? Mỹ cũng rất là thích hát. Bạn hát được nhạc nước ngoài không? Được. Bạn biết bài Perfect không? Biết. Mình chỉ nhớ bài đó thôi. Mình hát nha. Ok. I found for me, darling, just dive right in, just follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I've never knew you were just someone waiting for me. We were still kids when we fall in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow, and your heart is all my own. And in your eyes, your home in mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, half along the grass, listening to our favorite song. I'm okay. Beautiful, I won't deserve that. Darling, you look perfect tonight. Wow. Cho ngồi xíu nha, không khí lãng mạn quá. Không biết là kết quả như thế nào nhưng mà không hề có sắp đặt trước. Mà tìm ra một người hát song ca với mình ăn ý như vậy trong một buổi chiều lãng mạn, hoàng hôn nhẹ nhàng trên con đường sách này cũng là một kỷ niệm đẹp rồi ha, Thi và Mỹ. Hả? Sao vậy em? Đâu có đâu em, đâu có nói gì đâu. Chị cảm thấy cảm xúc của em nó hơi lạ so với hồi nãy em nhoi hơn bây giờ. Bây giờ em đang như thế nào? Em rần rần. Em rần rần hả? Em hồi hộp. Em hồi hộp. Ok, hồi hộp là đúng. Tại vì mình chuẩn bị tới phút giây quan trọng. Bây giờ cho chị hỏi suy nghĩ của Mỹ trước. Mỹ suy nghĩ như thế nào về chàng trai tên Thi? Em nghĩ là người con trai tên Thi này tên là Thi. Và bạn ấy
Nói chung là nói chuyện với em khá là hợp. Thì bây giờ là lúc để các em lắng nghe trái tim của mình. Mời hai em đứng lên ha. Bây giờ trong 3 tiếng đếm thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Bạn nào muốn lấy bông hồng từ tay của Trinh, có nghĩa rằng muốn ngỏ lời với người kia, hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Và đối tượng còn lại sẽ suy nghĩ xem mình có đồng ý với cái sự ngỏ lời này hay không. Cả bạn Thi và bạn Mỹ đều có thể là người chủ động giành lấy bông hồng này để ngỏ lời với người còn lại. Còn chuyện đồng ý hay không cũng là do trái tim của các bạn mách bảo. 3 giây của các bạn để suy nghĩ. 3 2 1. Mời em. Có thể là Thi sẽ còn thiếu rất là nhiều, thiếu sót rất là nhiều, nhưng mà Thi có thể ngỏ lời hỏi Mỹ là có thể mình có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Đúng. Cảm ơn bạn. Hết chưa? Em có đồng ý không Mỹ? Cầm lời đồng ý là gì? Wow, bây giờ cảm xúc của em sao Mỹ? Suy nghĩ của em như thế nào? Thật ra thì có nghĩa là em nghĩ là hôm nay rất là một cái duyên luôn. Bởi vì đúng cái lúc mà chị gặp em, không biết chị có nhìn cái tựa đề của cuốn sách em đang đọc hay không. Nó cũng là cái chủ đề về tình cảm á. Đúng rồi. Mà em không hiểu sao đúng lúc đọc thì chị xuất hiện. Thì em thấy rằng là cái duyên tới rồi. Mình cứ go with the flow. Thì mình thấy là gặp bạn ấy mình nói chuyện mình thấy vui, thì mình cứ cho cơ hội nhất mình đi chơi mình nói chuyện để mình hiểu nhau hơn đó. Còn sau này như thế nào thì còn là một cái câu chuyện dài phía trước mình có thể viết tiếp. Bây giờ hai bạn có thể nắm tay nhau được không? Một cái nắm tay thôi. Ôm luôn được. Thôi. Đòi hỏi quá. Từ từ nhẹ nhàng. Nói gì? Mong là Mỹ sẽ không ngại. Bàn tay trai của Thi. Nhưng mà cho hỏi là sao lại trai như thế này? Thi tập gym. Bây giờ con thú hôn má có được không? Em nghĩ là Mỹ sẽ khó quyết định lắm. Vậy em đừng tấn công luôn đi. Ê, chị nha. Từ từ cho em ngay đi. Nắm tay. Chị xin chúc cho các em là từ cái duyên này mình cũng có thể phát triển để nở thêm, để có được nhiều những cái hạnh phúc bên nhau. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn Miko. Các bạn ơi, vậy là Miko Lan Trinh cảm thấy rất là vui vì có một cái số coi như là thành công rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ, và hãy theo dõi những số tiếp theo ở những tuần sau nha. Còn bây giờ thì Miko Lan Trinh, bạn Thi và bạn Mỹ xin chào.